Sometimes you go near somebody and you feel uncomfortable. So many of you experience that firsthand, even going near Tang Tam's followers or listening to his talk, and you come home and get sick, very sick, for many, many months. And even if you are just a sister of that person, you also get sick taking care of him. If you did not have this master power protection and the true Kuan Yin method, then you would have died together with your brother as well. And even some of the Tang Tam so-called followers turn to me and take refuge in the real Kuan Yin method. But the evil energy still lingers in their body and makes them sick. But even then, the master always stands by and helps them, protects them anyway. Kính gửi sư phụ Tim Khâu Tu, con xin kể câu chuyện về tác hại của Minh Sư giả Ruma mà sư phụ đã chia sẻ đến thế giới là hoàn toàn đúng. Gia đình con có 6 người, trong đó 5 người là đệ tử của sư phụ đã 30 năm, còn một anh trai chưa là đệ tử của ngài. Anh chỉ ăn chay và rất tin ngài. Năm 2021, tình cờ anh gặp một người ở quán chay. Cô ấy nói cô là thợ cắt tóc và tu học theo sư phụ, nên anh con đến tiệm cô cắt tóc. Trong lúc cắt tóc, cô mở cho anh nghe Ruma thuyết giảng và nói là ông với sư phụ là một. Anh con cũng không hiểu là gì, cứ đơn thuần nghĩ cô theo sư phụ thôi. Sau khi về nhà, anh bắt đầu có những triệu chứng trong lòng ngực luôn thấy nóng rang như lửa địa ngục thiêu đốt. Bên tai thì có tiếng nói quấy nhiễu, xui khiến anh nghe theo suy nghĩ tiêu cực và nhiều lần muốn tự tử. Ban đêm thì gặp ác mộng, thấy ma đến nói chuyện. Ban ngày thì thường nằm rên rỉ, bỏ ăn bỏ uống. Con chăm sóc anh nên đêm nào cũng gặp ác mộng như anh. Anh thiền cầu nguyện sư phụ cứu, thì được thấy hình ảnh sư phụ hiện thân thành Quán Âm Bồ Tát. Với bình nước nhỏ trên tay, ngài dùng dương liễu vẩy nước lên đầu và dùng tay xoa đầu anh, rồi anh cảm thấy ngày một đỡ hơn. Cùng thời điểm đó, một chị đồng tu ở Đài Loan Formosa gửi tặng thiên trang SM do sư phụ thiết kế cho con. Giữa lúc đại dịch Covid cao trào, không thể nào có chuyện gửi thiên trang qua đường bưu điện được. Vậy mà nhờ phép màu Thượng Đế, con đã nhận được trong thời gian sớm nhất. Rồi con liền đeo vào thì nghe thấy ân điển thiên đàng xuống và nghiệp liền tan biến. Con và anh con ngủ ngon, không thấy ác mộng nữa. Kể từ đó anh dần hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Anh con cùng gia đình xin vô vàn tri ân, tình thương và sự gia trì của sư phụ. Kính chúc sư phụ luôn nhiều sức khỏe, an toàn. Thương ngài, Mỹ Trang từ Âu Lạc, Việt Nam.